Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao về những hình giả lạ xuất hiện tại một con ngõ nhỏ ở Hà Nội. Chỉ sau vài tiếng chia sẻ thì thông tin về con ngõ này đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Ngõ nhỏ được sơn vẽ độc lạ này là ngõ Ao Dài, đường Điện Cơ thuộc phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều người dân ở đây cho biết, thực ra các bức tranh tường này không phải mới được vẽ gần đây mà đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Bà con cũng bật mí, tác giả của chúng là cụ ông Trót Ghiền trang điểm cho con ngõ nhỏ, một đặc sản của Hà Thành đã đi vào thơ nhạc, vào ký ức của những người cùng thời hay hoài niệm như ông. Đây là cụ Cao Thí Thịnh, trú trên địa bàn xóm 6, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm. 96 tuổi và cụ đã có rất nhiều năm trời bỏ công thì hụi vẽ tranh trên những bức tường trong ngõ Ao Dài. Từ đầu ngõ đã được ông vẽ trang trí bắt mắt, thu hút người nhìn. Nội dung các hình vẽ mang thông điệp tuyên truyền về môi trường, trẻ em, sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đình, hướng mọi người tránh xa tệ nạn xã hội. Một người dân trong ngõ Ao Dài chia sẻ rằng người dân ở đây rất thích những hình vẽ của ông cụ. Không biết ông đã bắt đầu vẽ từ bao giờ, nhưng từ khi người này chuyển về đây từ năm 1998 thì đã thấy những bức vẽ đã có sẵn rồi.